Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Cuộc xung đột của Ukraine với Nga đã bước sang một giai đoạn mới và lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn phải đối mặt với những trận chiến mùa đông khó khăn phía trước. Tổng thống Ukraine Zelensky nêu rõ, ông hài lòng với kết quả của cuộc phản công, xét đến việc lực lượng vũ trang Ukraine không rút lui khi đối đầu với quân đội mạnh thứ hai trên thế giới. Nhận xét về cuộc phản công, ông cho hay, Ukraine tiếp tục tổn thất về nhân lực, không có đủ vũ khí như mong muốn, ông không thể hài lòng nhưng cũng không thể phàn nàn quá nhiều. Tổng thống Zelensky thừa nhận, chính quyền Ukraine kỳ vọng về kết quả khả quan hơn từ cuộc phản công gần đây của quân đội nước này, nhưng điều đó đã không đạt được. Ông giải thích rằng Kiev không nhận được tất cả vũ khí cần thiết từ phương Tây và điều này đã ngăn cản bước tiến mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Về vấn đề nhân lực bổ sung, Tổng thống Ukraine thừa nhận nhu cầu huy động cho chiến tranh lớn hơn khi nhân lực sụt giảm. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết những thay đổi về huy động quân là cần thiết khi ông ra lệnh chuyển hướng chiến lược tập trung vào phòng thủ sau cuộc phản công mờ nhạt ở các khu vực phía nam nước này. Vào tháng 11, đài BBC của Anh đưa tin, dữ liệu chính thức của Liên minh châu Âu EU tiết lộ 650.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã rời khỏi Ukraine và đến cư trú ở châu Âu. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều vì nhiều người tị nạn không được đăng ký chính thức tại EU hoặc có thể đã di chuyển sang các địa điểm phổ biến khác như Mỹ hoặc Canada. Theo thiết quân luật của Ukraine, công dân nam trong độ tuổi từ 18 đến 60 bị cấm xuất cảnh, ngoài những trường hợp miễn trừ vì lý do y tế, giáo dục và kinh doanh. Huy động lực lượng là một chủ đề gây nhiều tranh cãi ở Ukraine với những cáo buộc có thể đưa hối lộ để tránh bị nhập ngũ. Giấy chứng nhận y tế giả có thể được mua với giá ít nhất là 3.000 USD. Tổng thống Zelensky hồi tháng 8 đã sa thải tất cả các quan chức phụ trách những trung tâm tuyển quân khu vực trong bối cảnh vụ bê bối tham nhũng lan rộng, đồng thời tuyên bố sẽ điều tra hình sự các âm mưu trục lợi. Nhưng cả số lượng và chất lượng tân binh cho quân đội Ukraine đều thiếu khi xung đột kéo dài. Ukraine cần binh sĩ ở trạng thái thể lực tốt nhất, một thành viên cấp cao Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói với tờ Financial Times của Anh khi đề cập đến độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine trên chiến trường là từ 30 đến 40 tuổi, lớn hơn những quân nhân bình thường khoảng 10 tuổi. Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đang tập trung vào tăng cường sản xuất vũ khí ở trong nước và lĩnh vực này đang được phân bổ một phần lớn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay, năng lực sản xuất vẫn chưa đủ để lật ngược cục diện cuộc chiến. Giải pháp tiếp theo có thể là từ các khoản vay và hợp đồng sản xuất vũ khí với các đồng minh phương Tây. Ông Zelensky lưu ý thêm, mặc dù Ukraine không có đủ sức mạnh để sớm đạt được kết quả mong muốn, nhưng điều này không có nghĩa là Kiev sẽ bỏ cuộc. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nước này cũng đã đạt được một số thành công nhất định. Quân đội Ukraine đã tiến lên dần dần, mặc dù thực tế là phía Nga được trang bị và phòng thủ tốt hơn. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga cũng mang lại kết quả. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng vào năm 2024, nước này sẽ nhân rộng việc sản xuất tên lửa và thiết bị quân sự. Theo các chuyên gia, cả Nga và Ukraine sẽ không lùi bước trước các cuộc tấn công và phản công trong mùa đông năm nay, nhưng có thể kỳ vọng về đàm phán vào năm tới. Phó Chủ tịch Công ty Tư vấn An ninh Global Guardian Mỹ, ông Seth Groomrich, nói với kênh Al Jazeera, mùa đông chỉ làm tăng thêm khó khăn, không bên nào sẽ đạt được bước đột phá về chiến thuật hoặc chiến dịch. Ukraine gần đây đã yêu cầu cung cấp tiêm kích F-16 và một số thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chấp thuận. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng khó có khả năng những chiến đấu cơ này có thể phá vỡ thế bế tắc. Ukraine đã thử chiến lược tấn công của riêng mình. Kiev dùng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào hậu phương của Nga nhằm gián đoạn việc cung cấp vũ khí cho tiền tuyến. Tuy nhiên, Nga đã chuyển kho dự trữ ra khỏi tầm bắn và tìm đường vòng để chuyển vũ khí. Ukraine đã điều máy bay không người lái tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa của Nga và thậm chí là Moscow, nhưng trọng tải của chúng quá nhỏ nên không thể gây ra nhiều thiệt hại. Một cựu phó chỉ huy trong quân đội Hy Lạp cho hay, ngay cả khi Ukraine có được F-16, họ sẽ không thể sử dụng chúng một cách hiệu quả vì phi công phải được huấn luyện hàng nghìn giờ bay để có thể vận hành những tiêm kích này. Chúng sẽ không có ảnh hưởng cho đến năm 2025. Khả năng duy trì kho dự trữ và huy động nguồn nhân lực lớn của Nga đã khiến một số nhà quan sát cho rằng thời gian đang ủng hộ Moscow. Trong khi Tổng thống Ukraine không chấp nhận đàm phán khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn tiếp diễn, thì Moscow lại đa dạng hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 21 tháng 11,
Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Tất nhiên, chúng ta nên nghĩ cách ngăn chặn thảm kịch này. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg lập luận, quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trên chiến trường trong nhiều tháng qua. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Das Erste của Đức phát sóng ngày 2 tháng 12, ông Stoltenberg thừa nhận tiền tuyến ở Ukraine gần như không thay đổi trong thời gian gần đây, đồng thời nói thêm rằng rất khó để lên kế hoạch cho các cuộc chiến. Chúng ta phải chuẩn bị cho những tin xấu, các cuộc chiến diễn ra theo từng giai đoạn, nhưng chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine trong những thời điểm thuận lợi cũng như khó khăn, người đứng đầu NATO nhấn mạnh. Đầu tuần trước, ông Stoltenberg cảnh báo Nga đã tích trữ tên lửa trước mùa đông, đồng thời lưu ý các nhà sản xuất vũ khí của Nga đang hoạt động trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh. Khi được hỏi Kiev nên làm gì trong lúc này, trong khi những người ủng hộ lo tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và điều này chắc chắn sẽ mất thời gian, ông Stoltenberg nói rằng ông sẽ để những quyết định khó khăn này cho giới lãnh đạo và chỉ huy quân sự Ukraine. Quan chức này cũng chỉ ra sự thất bại của ngành công nghiệp quốc phòng NATO trong việc cung cấp cho Kiev các loại vũ khí mà nước này yêu cầu. Ông tuyên bố, một trong những vấn đề cần phải giải quyết là sự tách rời của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên vượt qua lợi ích quốc gia và tăng cường nguồn cung. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist đầu tháng 11, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky mô tả tình trạng bế tắc trên chiến trường, đồng thời nói thêm một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ có lợi cho Nga và có thể đe dọa sự an toàn của Ukraine. Tướng Zelensky kêu gọi, chỉ khi có thêm những năng lực mới, bao gồm nguồn vũ khí cung cấp từ các đồng minh phương Tây cũng như máy bay không người lái sản xuất trong nước, Kiev mới có thể lật ngược thế cân bằng theo hướng có lợi cho mình. Đánh giá của tướng Ukraine được đưa ra chung với thời điểm cuộc chiến đã bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn do điều kiện thời tiết. Những cơn mưa theo mùa khiến việc tiến quân trên mặt đất lầy lội trở nên thách thức hơn. Cuộc phản công vào mùa hè cũng giải phóng được ít lãnh thổ hơn nhiều so với những gì Kiev mong đợi. Vào ngày 23 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với 147 cá nhân và 303 pháp nhân, chủ yếu là của Nga. Các sắc lệnh đã được công bố trên trang web của Tổng thống Ukraine. Trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt có Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến Trung ương của Bộ Tổng tham mưu và các lực lượng vũ trang Nga Sergei Ruskoy, trưởng ban tổ chức và huy động Trung ương Tổng cục huy động của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga Evgeny Berdinsky, Tổng giám đốc hãng thông tấn TASS Andrei Kondrasov cùng một số quan chức của vùng Donetsk và Lugansk. Trong số các pháp nhân thuộc danh sách trừng phạt có các công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không, xây dựng, công nghệ, đăng ký tại Nga, Cyprus, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và các quốc gia khác. Các lệnh trừng phạt được áp dụng trong thời gian 5 hoặc 10 năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!